nhìn cabin dễ hay khó? Đây là câu trả lời của phiên dịch viên Khang Nguyễn nha. Tôi khởi đầu là một phiên dịch viên cabin luôn rồi. Tức là lúc mà tôi tham gia nghề đó là công việc đầu tiên của tôi là dịch song song. Cho nên tôi thấy nó dễ bởi vì công việc đã bắt mình làm như thế. Tuy nhiên, đối với một số người thì họ không thể làm như vậy. Và các bạn đừng buồn khi mình không làm được như vậy, bởi vì các bạn vẫn có thể học được làm consecutive phiên dịch viên theo kiểu lần lượt là cũng rất tốt rồi các bạn. Có những người mà có khả năng mà có thể song song được vừa nghe vừa nói thì chúng ta làm được cái phiên dịch viên cabin. Làm cabin dễ hay khó thì tôi xin thưa là nó khó với một số người và nó dễ với một số người. Đối với các bạn làm một thời gian lâu rồi á, thì các bạn thấy là cabin nó còn thậm chí còn dễ chịu hơn là dịch lần lượt nữa. Lần lượt tại sao? Chúng ta ngồi đó đối mặt với rất là nhiều người, ánh sáng rồi microphone rồi tiếng động ồn, mọi người xung quanh chạy tới chạy lui quay phim rồi các thứ, đúng không nè? Không chắc là cái nào dễ hơn cái nào, nhưng mà cái nào cảm thấy các bạn comfortable, các bạn cảm thấy dễ chịu nhất đối với mình thì đó là cái hình thức phù hợp với mình. Chào các bạn.